Xin kính chào các quý vị dân tộc của chúng ta và cũng như những vị ở ngoài kia. Thì trong cái video ngày hôm nay á, thì tôi muốn chia sẻ, nói ra một điều cho các quý vị con cái của ông Japheth. Và họ là ai? Thì họ là những con cái của các vị Tào, Hàn, Noan, Nhật, các vị Kinh, vân vân. Thì lý do tôi muốn nói cái điều này á, là vì nó vô cùng là cực kỳ quan trọng cho những con cái của ông Japheth. Vì sao? Thì vì nó liên quan tới những cái sự xét xử đến với họ, là vì những cái tội lỗi của tổ tiên của họ đã làm sai hoặc là đã có tội lỗi với chúng ta, không? Nên là với Chúa của chúng ta, và có rất nhiều lỗi với chúng ta, những cái lỗi xấu xa, độc ác, tàn nhẫn và ma quỷ nhất, đúng không? Thì tất nhiên là chúng ta hiểu rằng á, thì chúng ta cũng biết rằng á, là những cái tội lỗi đó, hoặc là và những cái lỗi đó là do cha mẹ của họ hoặc là tổ tiên của họ đã làm điều đó với chúng ta. Nhưng mà họ không có thoát được cái tội lỗi đó, đúng không? Là vì sao? Cho dù cái tội lỗi đó do tổ tiên của họ hoặc cha mẹ của họ đã làm như vậy với chúng ta, nhưng mà cũng sẽ có ai đó phải chịu trách nhiệm, đúng không? Phải trả giá, đúng không? Thì tất nhiên là những con cái của họ sẽ phải trả giá, sẽ phải chịu trách nhiệm vì những cái sự tội lỗi của họ, đúng không? Thì đó là cái điều hợp lý thôi, đúng không? Cho nên tôi khuyên là các vị con cái của ông Japheth hãy cầu xin Chúa Do Thái của chúng tôi tha thứ cho tội lỗi của quý vị, vì tổ tiên của quý vị đã làm những cái điều tội lỗi với những quý tộc sắc tộc của chúng tôi, là quý tộc của Do Thái, hoặc là trong 12 nhóm sắc tộc của Do Thái. Thì tôi thật lòng thật lòng chân thành khuyên quý vị hãy cầu xin Chúa Do Thái của chúng tôi tha thứ cho quý vị, và quý vị cũng nên xin lỗi chúng tôi vì những cái hành vi xấu xa, độc ác, tàn nhẫn, hoặc là những cái hành vi tội lỗi mà do tổ tiên của quý vị đã làm với chúng tôi, với những quý vị sắc tộc của chúng tôi. Thì đó là cái điều mà đúng đắn mà các vị kinh hoặc là những các vị con cái của ông Japheth đành phải làm, phải nên làm. Vì còn không á, cái sự xét xử á,
hoặc là cái lỗi của các vị ấy, nó sẽ càng cực kỳ nặng hơn nhiều. Và tốt nhất là quý vị hãy làm như vậy á, thì cái tội lỗi của các vị hoặc là những cái sự xét xử dành riêng cho các vị con cái của ông Japheth thì nó sẽ giảm đi một phần nào đó. Thì biết đâu Chúa Cha của chúng tôi sẽ tha thứ cho các vị con cái của ông Japheth, đúng không? Thì như tôi đã nói á, thì một phần thì cũng không có lỗi tại quý vị, đúng không? Nhưng mà nói về cái tội lỗi á, không có ai thoát được đâu, đúng không? Cho dù cha mẹ của các vị làm điều đó, thì cái giá là các vị con cái phải trả, và đó là cái luật của nó là như vậy, đúng không? Thì cho dù rằng là quý vị đã không vi phạm cái tội lỗi đó, nhưng mà cha mẹ của quý vị đã làm cái điều đó, thì nói theo đúng luật á, lẽ thì quý vị đành phải xin lỗi đại diện cho tổ tiên của mình, thay mặt cho cha mẹ của mình, rồi xin lỗi Chúa Cha của chúng tôi, cầu xin Chúa Cha của chúng tôi tha thứ tội lỗi cho quý vị, và cũng nên xin lỗi các quý vị sắc tộc quý tộc Do Thái của chúng tôi. Và đó là cái điều mà các vị con cái của ông Japheth nên làm, đúng không? Và đó là cái điều các vị Kinh, Tào, Hàn, Nhật, vân vân nên làm. Vì đó là cái điều đúng đắn mà thôi, đúng không? Cái điều đúng đắn mà các vị phải làm để mà cho cái tội của các vị nó sẽ bị nhẹ đi, đúng không? Mà thôi. Thì lý do tôi khuyên quý vị cái điều này và nhắc nhở các vị con cái của Gia Phết cái điều này là vì sao? Là vì sắp tới Chúa Cha của chúng tôi, Chúa Do Thái của chúng tôi sẽ đem cái hình phạt thật cực kỳ vô cùng là tàn nhẫn đến các vị. Và đó là lý do tại sao tôi đành phải nói ra cái điều này để mà cho các vị Kinh, Tào, Hàn, Nhật vân vân có thời gian để làm cái điều đúng đắn và cái điều mà quý vị nên làm. Và đó là gì? Là phải cầu xin Chúa Cha của chúng tôi. Khai bị hợp mà tôi vẫn là tôi, Ngài vẫn mãi là như vậy. Cầu xin Ngài tha thứ cho các vị vì các tội lỗi của tổ tiên của mình. Và các vị cũng phải nên xin lỗi các quý vị sắc tộc chúng tôi, các quý vị sắc tộc Do Thái chúng tôi, hoặc là các quý vị sắc tộc đang sống trong đất nước Việt Nam và cũng như ở khắp mọi nơi khác. Thì trong trường hợp này thì chỉ liên quan đến trong đất nước Việt Nam, đúng không? Thì tôi khuyên là các vị con cái của các vị Kinh, đúng không? Hoặc là con cái của ông Japheth, hãy làm như vậy đi, vì các vị không còn có nhiều thời gian nữa đâu. Vì cái sự hận thù
vì cái sự trả thù của Chúa Cha của chúng tôi sắp sắp đến với quý vị rồi, hiểu không? Cái điều này tôi nói không phải là dọa quý vị, mà tôi muốn cứu các vị. Tôi đang muốn quý vị được có cái sự sống sau này, đúng không? Sống cùng với chúng tôi 1.000 năm, không có chết, đúng không? Và đó là lý do tại sao tôi nói cái điều này cho quý vị hiểu, là để cho quý vị ăn năn hối lỗi, đúng không? Biết lỗi thì rồi xin lỗi và đừng có lặp lại những cái tội lỗi đó nữa, đúng không? Thì đó là mục đích của cái video ngày hôm nay. Và tôi hy vọng rằng là những vị lãnh đạo của các vị, đúng không? Là những vị thủ tướng của quý vị, tổng thống của quý vị, hay là tổng bí thư của quý vị, hay là những vị nào mà đại diện cho các vị á, hoặc là những vị lãnh đạo của các vị á, của dân tộc các vị á, thì hãy làm như vậy đi. Vì còn không á, chứ đừng có trách là Chúa Cha của chúng tôi tàn nhẫn với các vị. Vì thực ra Chúa Cha của chúng tôi rất là tốt bụng với các vị. Là sao? Bằng cách nào? Thì bằng cách là sao? Thì nhờ những vị như tôi chuyển lời lại cho các vị, nói những cái điều này, nêu ra những cái sự thật này, những cái sai, cái lầm của các vị, những cái tội lỗi của tổ tiên các vị và tội lỗi của các vị nữa, đúng không? Là để cho các vị có cái cơ hội làm cái điều đúng đắn mà mình nên làm, đúng không? Thì đó là cái ý mà tôi muốn chia sẻ. Thì có lẽ là Chúa Thánh Thần, hoặc là cái Thánh Thần của Chúa Cha của chúng tôi đã muốn tôi đã cần tôi chia sẻ cái điều này cho quý vị, cho các vị, đúng không? Thì đây là cái lời khuyên cuối cùng rồi đó, đúng không? Cái lời khuyên cuối cùng rồi đó. Thì riêng tôi thì tôi cũng muốn tốt cho các vị con cái của ông Japheth, là các vị Kinh, Tào, Hàn, Nhoan, Nhật, vân vân, đúng không? Thì nếu mà các vị muốn có cái sự tốt đẹp, cái lợi ích và cái tư tưởng và cái tương lai sau này á, thì các vị hãy làm như vậy đi. Hãy làm như vậy đi. Vì cái thời gian tốt bụng á không có còn nhiều đâu, nữa đâu. Thực ra thì nó hết rồi, đúng không? Thì trong khi nó đang còn một chút á, thì ít nhất hãy làm như vậy đi. Hãy thực hiện cái điều đó đi. Vì còn không á, các vị sẽ không có một cơ hội nào nữa đâu để mà thực hiện cái điều này, đúng không? Bằng cách là công khai cái điều này cho tất cả sắc tộc, quý tộc của chúng tôi biết cái sự thật, đúng không? Và tôi chỉ hy vọng là các vị sẽ làm như vậy chỉ vì mục đích tốt cho dân tộc của các vị, đúng không? Nếu mà các vị thực sự yêu thương dân tộc của mình á, hãy làm như vậy đi.
Ai làm ăn làm như vậy đi. Và đây là cái lời nhắc nhở và cũng là cái lời cảnh cáo cuối cùng cho các vị con cái của ông Japheth. Thì như tôi đã nói á, Chúa của chúng tôi đã phạt, đang phạt hoặc là đã xét xử, đang xét xử và sẽ tiếp tục xét xử những vị ngoại tộc và những vị mà đã sai với chúng tôi, mà đã làm hại chúng tôi, mà đã cư xử không tốt với chúng tôi và đó có lỗi xấu xa độc ác tà nhân và ma quỷ với chúng tôi và cũng như có tội với Chúa Cha của chúng tôi, đúng không? Và những vị đó và những vị tội lỗi đó sẽ không có thoát tội đâu, đúng không? Cho nên các vị con cái của ông Japheth sẽ không có ngoại lệ đâu, đúng không? Và các vị hãy nhớ tổ tiên của chúng tôi là ông Noah đã cứu cha của các vị khỏi từ cái lũ lụt của thế giới đó, đúng không? Và đó là lý do tại sao bây giờ các vị còn có một dân tộc, đúng không? Nếu mà vị cha hoặc vị tổ tiên của chúng tôi, vị tổ tiên quý tộc Do Thái của chúng tôi á, mà đã không cứu cha của các vị á, thì bây giờ làm gì có các vị, đúng không? Đúng không? Đừng cứ quên nha. Tổ tiên của chúng tôi đã cứu vị cha của các vị con cái của ông Japheth là Tào, Hà, Nhoan, Nhật và Kinh đó, đúng không? Và đây là cái điều cuối cùng mà tôi dành cho các vị kinh và cũng như là lời tình cảm cuối cùng mà tôi dành cho các vị, không? Dù sao thì chúng ta cũng đã sống cùng trong đất nước nhiều năm, đúng không? Và đây là cái sự tình cảm cuối cùng mà tôi dành cho các vị. Quý vị hãy bỏ hết những cái điều tội lỗi của mình đi. Rồi hãy sống theo cái luật lệ của Chúa Do Thái chúng tôi. Và đừng bao giờ phạm tội nữa, hiểu không? Và hãy làm như vậy đi. Và đừng có tin tưởng những gì mà bọn phương Tây đã nói cho các vị, vì nó sẽ không xảy ra như vậy đâu. Hãy tin tôi đi, vì tôi đã hiểu cái lời tiên tri rồi, đúng không? Và tôi cũng đã thấy cái tương lai của các vị rồi, đúng không? Nếu các vị không nghe lời tôi á, các vị sẽ không có một cái tương lai đâu, đúng không? Sẽ không có cái chuyện mà tổ tiên của chúng tôi đã cứu vị cha của quý vị nữa đâu, đúng không? Các vị nữa đâu, đúng không? Đâu có nghĩa là các vị không có cơ hội. Và đây là cái cơ hội cuối cùng của các vị đó, đúng không? Và cho những ai có tai thì hãy nghe, đúng không? Như rằng Chris, Chúa Chris của chúng tôi đã nói, không? Gần 2.000 năm về trước. Cho những ai có tai thì hãy làm ơn nghe, vô. Và tôi xin chào các vị và hãy nhớ những gì tôi đã nói, vì cái sự xét xử sắp đến với các vị rồi, đúng không?
Hãy nghe lời khuyên của tôi đi, đúng không? Nếu mà các vị không tin tôi ấy, thì các vị có thể xác nhận được những gì tôi nói đều là ở trong cái quyển sách Kinh Thánh của chúng tôi. Tại vì nhiều số các vị không có hiểu được cái lời tiên tri thôi, không có cái khả năng hiểu được thôi. Thì tất nhiên rồi, thì các vị đâu phải là con cái của Do Thái, nó không phải là con cái của theo dòng máu của Chúa Christ của chúng tôi, hiểu cho nên các vị không hiểu được. Thì chỉ bởi vì các vị không hiểu được cái quyển sách Kinh Thánh của chúng tôi, đâu có nghĩa là tôi chưa nói ra cho quý vị, thì tôi cũng đã nói ra cho quý vị rồi, đúng không? Cho các vị rồi, biết không? Chỉ có điều là các vị nghe hay không, và đó là cái chuyện của các vị, đúng không? Nhưng công việc của tôi á, tôi đã làm xong rồi, bằng cách là tôi đã nhắc nhở quý vị và đã cảnh cáo các vị rồi đó, đúng không? Cho nên các vị hãy quyết định đi, hãy cầu xin Chúa Cha, Chúa Do Thái của chúng tôi tha thứ các tội lỗi của tổ tiên của các vị và tội lỗi của các vị, đúng không? Và hãy xin lỗi các sắc tộc, quý tộc của Do Thái chúng tôi và những vị sắc tộc đang sống trong đất nước Việt Nam á, họ là những con cái của Do Thái đó, theo dòng máu, đạo lý và lịch sử đó, nghe không? Và đó là lý do tại sao nó lại là cái vấn đề, phải không? Vì những ai mà làm sai với họ thì sẽ đều bị xét xử hết á, đúng không? Em không tin tôi, quý vị hãy học lại cái lịch sử đi, cái lịch sử của bọn Hồi giáo, đúng không? Cái tụi Babylon, Ai Cập đó, trong đất nước Do Thái hồi đó đó, đúng không? Bây giờ đó, Châu Phi này, La Mã Hy Lạp này, Châu Âu này, vân vân này. Học lại đi. Vì tôi nói cái điều này cho quý vị hiểu là vì sao? Là vì tôi yêu thương các vị, đúng không? Vì tôi cũng muốn các vị có cái tương lai sau này, đúng không? Với chúng tôi. Bộ các vị không thích sống với chúng tôi 1.000 năm không có chết à? Rồi sau đó khả năng được lên thiên đàng sống mãi mãi với chúng tôi. Bộ các vị không muốn như vậy à? Nếu mà tôi là các vị á, thì tôi sẽ làm cái sự đúng đắn mà mình nên làm để mà có cơ hội sống mãi mãi, thì ít nhất có cơ hội sống được thêm 1.000 năm nữa, đúng không? Vậy đó. Rồi, xin chào. Đừng quên cái lời nhắc nhở của tôi nha, các vị con cái của ông Gia Phết.